Thưa quý vị, âm nhạc luôn là sợi dây gắn kết tâm hồn với tâm hồn, nhưng âm nhạc dưới bàn tay của người nghệ sĩ đôi khi còn lớn lao hơn thế. Không chỉ kết nối tâm hồn của riêng ai, mà còn có thể mang tất cả tâm hồn qua chung một nhịp điệu. Đó là lý do vì sao mà anh Khương Hiệp Hà, giám đốc trường âm nhạc Harron Music School ở Canada, đã gắn kết được rất nhiều tâm hồn trẻ gốc Việt, những gia đình Việt với nhau và với quê hương văn hóa Việt. Mời quý vị cùng gặp gỡ thầy giáo Khương Hiệp Hà trong chương trình Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Hơn 20 năm xa xứ, từ châu Âu hoa lệ đến Canada hùng vĩ, có một người thầy dạy nhạc, giản dị và đầy yêu thương, vẫn miệt mài kết nối bao tâm hồn gốc Việt. Vancouver, Canada. Một giờ học nhạc của Nguyên Khang, 10 tuổi. Say mê, tập trung trên phím đàn là điều mà Nguyên Khang có được sau 2 năm học piano với người thầy mà cậu yêu mến, thầy giáo Khương Hiệp Hà. Well, I think he's cool, he's really funny and he's always right and he's always trying to help me improve in piano. Cả Trang Thư, chị ruột của Nguyên Khang cũng là học trò của thầy Khương Hiệp Hà ở Harrow Music School. Bên cạnh việc tập đàn với Thư và Khang, những giờ trò chuyện, chia sẻ với thầy là những giờ phút thú vị đầy ý nghĩa. I think Harold is really awesome. He's nice, he's open-minded, he's caring and he's funny. Trang Thư, Nguyên Khang là hai trong số nhiều học sinh của thầy Khương Hiệp Hà ở trường nhạc Harron Music School. Đối với các bậc phụ huynh, học sinh của anh, thầy giáo Hà không chỉ chuyên nghiệp, có kiến thức âm nhạc sâu rộng mà còn có tình yêu với văn hóa quê hương. Chị nghĩ đơn giản là mình giống như mình tạo ra một cái mầm, mình khơi một cái mầm cho các con cái tình yêu âm nhạc. Thì sau này các con lớn thì mình nghĩ là các con chắc chắn sẽ cần cái tình yêu đấy để mà có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi mà cả gia đình đến Canada định cư thì cũng rất là băn khoăn, bởi vì các con đã học nhạc ở Việt Nam rồi thì sau này thì cũng rất là băn khoăn cái chuyện là học nhạc với người nước ngoài, học nhạc với người Việt Nam, và học với người Việt Nam thì phải tìm như thế nào cho phù hợp. Thì rất là may mắn là có một gia đình bạn là chị Thu chị giới thiệu là có biết anh Hà, rồi anh Hà đã từng có một thời gian học ở nước ngoài, thì mình thấy như vậy là khá phù hợp, vì mình nghĩ là cái tư tưởng có lẽ nó sẽ hiện đại, sẽ phù hợp với các con mà cũng đáp ứng được cái nhu cầu là các con có một người thầy Việt Nam thì con sẽ học không những là nhạc mà học được cả văn hóa từ cái người thầy của mình nữa, văn hóa Việt Nam nữa. Thầy giáo Khương Hiệp Hà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật. Anh sớm bộc lộ tình yêu với âm nhạc, với cây đàn piano từ năm 4 tuổi. Tình yêu đó cứ lớn dần, anh quyết định vào học ngay từ trung cấp chính quy của Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay từ bé mình đã được bố mẹ cho đi học nhạc. Ở Hà Nội thì vẫn đi học từ 4 tuổi đã đi học nhạc rồi, đi lên phố Huế học, đi lên các trường văn hóa nghệ thuật Hai Bà Trưng. Sau đó thì khi học một thời gian dài, đến học thời kỳ học hết phổ thông thì mình bắt đầu đi vào trường Nhạc viện Hà Nội để học quá trình học trung cấp nhạc viện, học về ngành lý luận sáng tác chỉ huy và giảng dạy âm nhạc. Ngay từ khi còn là sinh viên nhạc viện, chàng sinh viên trẻ Khương Hiệp Hà đã bén duyên với nghề dạy nhạc. Anh trở thành thầy giáo piano cho nhiều bạn trẻ ở Hà Nội lúc đó, đặc biệt là các học sinh nước ngoài. Năm 2002, khi 26 tuổi, anh tiếp tục giấc mơ âm nhạc bằng việc lên đường du học Pháp. Thì ngay từ lúc mà học trung cấp thì mình đã đi dạy gia sư ở các nơi, các một số những cái cơ sở đào tạo âm nhạc và các nhà của các học sinh.
đó cũng như là một cái duyên, như là một cái, mình nghĩ là nó như là một cái nghề chọn chọn người. Sau khi học xong ra trường là năm 2001-2002 của Nhạc viện, sau khi đi làm một thời gian ngắn cỡ khoảng một năm gì đấy, thì mình nghĩ rằng là mình cần phải đi ra học hỏi được nhiều hơn của các bạn các thế giới xung quanh. Tại vì ở cái thời điểm đó thì cái kiến thức vào trong đầu những người sinh viên mới ra trường như tụi mình ấy, thì mình chỉ hiểu biết ở trên các lĩnh vực truyền thông, sách vở, trên thực tế thì chưa có. Thì đấy là những cái điều mà mình thúc đẩy mình đi ra, đầu tiên là cái nước mình đi đầu tiên là Pháp. Tại Pháp, anh Hà theo học tại trường đại học Paris Sorbonne 4 danh tiếng, chuyên ngành âm nhạc. Trong thời gian ở Pháp, ngoài học tập, nghiên cứu, anh vẫn tham gia giảng dạy âm nhạc cho rất nhiều học sinh người Pháp và con em người Việt tại đây, cũng như tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Suốt quá trình học thì mình đã dành rất nhiều thời gian để đến các cái thư viện François Mitterrand, tất cả các thư viện lớn của Pháp để đọc. Hầu như là 50%, 40% thời gian nhàn rỗi của mình đã làm việc ở thư viện. Mình còn dành rất nhiều thời gian cái chuyện là mình đi phải làm thêm, đi dạy học và làm thông dịch viên. Mình đã tổ chức cho các bạn sinh viên tại cái trường mình học, ở trường University de Cambas Normandy đó, cái chương trình Tết, hoạt động văn nghệ, rồi cũng góp phần làm nên hội sinh viên ở Toulouse. Lên Paris thì mình cũng gặp được rất nhiều các bạn sinh viên và tìm ra những tiếng nói chung là có cái sinh hoạt về văn hóa, về sinh hoạt cộng đồng chung với nhau. Năm 2009, một bước ngoặt quan trọng đến với thầy giáo Khương Hiệp Hà khi anh một lần nữa quyết định khám phá vùng đất mới Bắc Mỹ. Rời lục địa già đến với xứ sở lá phong, anh nhanh chóng hòa nhập, gần gũi với cộng đồng người Việt và nhận thấy nhu cầu giao lưu, học tập, rèn luyện âm nhạc của thế hệ trẻ trong cộng đồng. Cũng từ đó, trường Harold Music School ra đời tại Vancouver, Canada. Từ những ngày đầu, Harold Music School cũng gặp những khó khăn trong xây dựng và phát triển. Nhưng nhờ sự nỗ lực của thầy giáo Khương Hiệp Hà cùng sự gắn kết thông qua âm nhạc mà trường đã từng bước ghi dấu ấn với cộng đồng học sinh và phụ huynh người Việt. Thì cái thuận lợi là chính là cái âm nhạc của mình là những cái mà thuận lợi nhất để kết hợp với mọi người. Trường của mình thì hiện giờ lại dạy chủ yếu là piano, về classic, nhạc nhẹ, nhạc jazz, về hầu hết các loại âm nhạc. Cuộc sống nơi xa xứ không người thân thường bận rộn, thế nên Harold Music School cung cấp hình thức học tại nhà cho học sinh, giúp cha mẹ các em tiết kiệm được thời gian đưa đón con em mình, đồng thời cũng tạo cảm giác thoải mái nhất cho các em mỗi giờ học. Ở bên này thì hầu như là bố mẹ đều đi làm từ sáng sớm đến chiều về, thành ra là mỗi lần đưa con đi học rất là vất vả. Thậm chí các cháu nhỏ đi học lúc 3 giờ chiều về, bố mẹ còn phải gửi thêm ở trường để đến 5-6 giờ chiều mới được đón về. Thì bên trường của mình đã có cái ý tưởng là mang các giáo viên đến tại nhà dạy. Vì bố mẹ không muốn cho con đi và bố mẹ là muốn vừa nhìn con học để quản lý các cháu và xem chất lượng các cháu học như thế nào. Nhiều em không thích học piano cho đến trước khi gặp người thầy này. Bảo Châu là một cô bé như vậy. Em rất đa tài, vừa học giỏi, chơi đàn hay và nhảy rất đẹp. Dù học đàn từ nhỏ do yêu cầu của bố mẹ, nhưng em không thực sự yêu cây đàn cho đến khi gặp thầy Khương Hiệp Hà. Giờ đây, tiếng đàn của Bảo Châu đã trở nên điêu luyện, âm thanh của sự luyện tập chăm chỉ và cả của đam mê với âm nhạc. I would just say that thank you for thanks him for Tia teaching us and then let us have like our own comfort zones around like piano. Bạn ấy chỉ tập vì là bố mẹ bắt buộc thôi. Thế xong sau đó thì cũng được một thời gian, sau đó thì bọn mình chuyển qua bên Canada này. Thì khi mình gặp được thầy Hà và từ đấy là bạn ấy bắt đầu thích. Thì thầy rất là biết
nói chuyện với các bạn thanh niên và biết tâm lý của các bạn ấy. Thế và thầy thì cũng rất là yêu âm nhạc và hai thầy trò thì tìm được những cái gọi là sở thích chung, và bây giờ thì bọn mình cũng không phải nhắc đến cái chuyện bạn tập đàn nữa và bạn ấy có thể tập rất say sưa. Sự vui vẻ, cởi mở, kiến thức sâu rộng về âm nhạc và sự tôn trọng dành cho cá tính của mỗi học sinh, cùng sự kiên nhẫn, tình cảm, dần dần thầy Hà đã chinh phục học sinh, truyền cho các em tình yêu với âm nhạc, với cây đàn. When I have trouble with anything, then he would just tell me, "Oh, it's fine. We can just move on to the next one, or we can just try out a new song instead of forcing me to learn that piece until I can finally get it right, because it can be really stressful." Thế con dạy các cháu được từ bao nhiêu lâu rồi? Học thêm được cái gì? Ngoài giảng dạy, việc đào tạo lớp giáo viên trẻ kế cận cũng là điều mà thầy giáo Khương Hiệp Hà trăn trở. Anh luôn tập trung phát hiện những tài năng âm nhạc, khả năng sư phạm từ chính những học trò của mình. Kyle Vũ là một trong số đó. Kyle sinh ra và lớn lên tại Canada. Từ một học sinh với nỗ lực luyện tập, Kyle hiện đã trở thành giáo viên của Harrow Music School. Harrow has been teaching me since then, and actually recently we started teaching together, other students sharing our passion with other students, and yeah, we've made many memories with other people. Yeah, so I teach from age 5 to I would say around 11 or 12. I don't go any higher because it would be past my level, but yeah, in that age I teach beginner to intermediate students. I teach them the basics such as the scale, reading notes. Ngoài nhạc cụ, thanh nhạc cũng là một trong những lớp học độc đáo đầu tiên trong cộng đồng của Harrow Music School. Người trực tiếp đứng lớp giảng dạy thanh nhạc là chị Nguyễn Huyền Trang, cử nhân sư phạm nhạc, Cao đẳng sư phạm nhạc Hà Nội, cử nhân thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Nhạc viện Hà Nội. Trước khi đến Canada, chị Trang cũng đã có kinh nghiệm giảng dạy thanh nhạc tại Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, chuyên nghiệp mà còn tạo ra không gian để người Việt giao lưu, kết nối với nhau nơi xa xứ. Trần Khánh Linh vốn yêu thích ca hát, nhưng em chưa từng tham gia lớp học thanh nhạc nào trước đây ở Việt Nam. Vì vậy, ngay khi biết đến lớp học này, Linh đã đăng ký theo học và trau dồi năng khiếu ca hát của mình. Trước giờ em chưa bao giờ học thanh nhạc, cho nên là em cảm thấy kiểu nó rất là kiểu thoải mái và phấn khích kiểu vậy. Với lại là kiểu thông qua những cái mà chị dạy thì em cũng có thể hiểu rõ hơn về thanh nhạc, hiểu rõ hơn về giọng em hơn. Hầu hết các học viên đều có đam mê với ca hát và có năng khiếu âm nhạc nhưng đều chưa từng học qua trường lớp. Chính vì vậy, ngoài luyện thanh, các em còn được học nhạc lý từ cơ bản đến nâng cao, kỹ thuật biểu diễn và làm chủ sân khấu. Với các học viên, lớp học đã tạo cơ hội cho các bạn trau dồi kiến thức âm nhạc và giao lưu gắn kết với nhau. Bản thân em lại một người rất là yêu thích âm nhạc, ngay từ bé đã rất là thích tham gia những cái hoạt động ngoại khóa của trường. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho những người mà yêu âm nhạc như em được học tập bởi những người mà thực sự là có chuyên môn. Em thấy ngoại trừ những việc học văn hóa, học cái này có thể làm cho có thể giúp các bạn bộc lộ được cái tài năng tiềm ẩn trong các bạn, với cả làm các bạn cảm thấy thoải mái sau giờ học. Bên cạnh việc tạo dựng môi trường âm nhạc chuyên nghiệp và bài bản, gần đây tại Canada, xu hướng con em người Việt theo học nhạc bằng tiếng Việt để nâng cao khả năng ngôn ngữ cũng là một trong những lý do ra đời của lớp học thanh nhạc này. Cái lớp thanh nhạc này thì tôi rất là hy vọng là sẽ phát triển càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa và có khả năng thu hút được ngoài các con em thế hệ 2, thế hệ 3 ở đây, và mong muốn là thu hút được là một cái sân chơi của các sinh viên từ trong nước sang đây học.
để cho các em có thêm những cái cộng đồng sinh hoạt với nhau, trao đổi về tâm tư, tình cảm cũng như là kết nối với nhau thông qua âm nhạc. Ngày xưa mẹ đắm cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Tình cảm thiết tha, cả khúc Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến được thể hiện đầy cảm xúc với giọng hát của cô giáo thanh nhạc Nguyễn Huyền Trang. Hay đầy tự hào với ca khúc Tôi là người Việt qua giọng hát truyền cảm của Khánh Linh, học trò lớp thanh nhạc của Haro Music School. Đêm nhạc kết nối đam mê là một trong những sự kiện âm nhạc mới mẻ dành cho thế hệ trẻ người Việt ở Vancouver, Canada. Thì mình muốn mở những cái sân chơi cho các bạn để các bạn được thực hành cái kinh nghiệm biểu diễn của mình trên sân khấu, biểu diễn trước đám đông như thế nào. Và qua đó thì mình cũng muốn qua những cái cuộc biểu diễn, thực hành biểu diễn đó thì những bạn sinh viên khác sẽ đến và tham dự và cùng hòa chung với cái không khí đó. Thực sự muốn mình sẽ làm một cái cầu nối để có thể truyền cái đam mê và giúp cho các bạn tự tin hơn. Và hơn nữa, đấy cũng là cái mục đích về cộng đồng, để cho các bạn có một cái môi trường, một sân chơi thực sự lành mạnh. Đêm nhạc cũng có sự góp mặt biểu diễn của những khách mời là các giọng ca của các nhóm, hội đoàn du học sinh, người Việt tại Canada yêu thích âm nhạc và ca hát. Được đến tham dự trong một chương trình như thế này cũng thấy rất là vui và cũng thấy quen biết rất nhiều mặt. Em rất là thích những cái chương trình âm nhạc như này vì các bạn học sinh du học sang đây kiểu rất là cô đơn, xong rồi không có âm nhạc kết nối lại thì nó rất là vui, quen nhiều bạn mới. Còn đây là đêm nhạc piano đặc biệt của Haro Music School. Đêm nhạc là cơ hội cho các em nhỏ người Việt tại Canada thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Dù mới chỉ 7 tuổi, học đàn chưa lâu, nhưng bé Anthony Phúc Nguyễn đã có thể tự tin trình diễn những bản nhạc cổ điển khá phức tạp. Hay màn trình diễn điêu luyện của cô bé Trang Thư cũng mang lại những ấn tượng tốt đẹp cho khán giả. Dạ, con muốn gửi đến mọi người cái sự đam mê âm nhạc của con. Con không nghĩ là con có thể nói là đam mê, nhưng mà con nói là cái sự yêu thích âm nhạc của con ạ. Những đêm nhạc như thế này được thầy Khương Hiệp Hà và trường âm nhạc Haro Music School tổ chức với mong muốn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ niềm đam mê âm nhạc cho các em học sinh nói riêng, cũng như những em nhỏ người Việt yêu âm nhạc tại Vancouver, Canada nói chung. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng biểu diễn, sự tự tin trên sân khấu. Thường chủ trương của trường là cho các con cọ sát với cả cái kinh nghiệm sân khấu, cũng như là cọ sát với các bạn local, các bạn có nghĩa là ở đây, và cả cái phong cách chuyên nghiệp của nền âm nhạc Canada. Thứ hai là để các con giao lưu với nhau. Và thứ ba, một điều rất là quan trọng là trong trường thì cũng có rất là nhiều học sinh Việt Nam. Khi mà các con gặp nhau thì các con ngoài trao đổi về âm nhạc và trao đổi về những cái văn hóa, những sự kết nối với nhau. It's a room full of love and support and encouragement. A room full of courage and bravery, full of like these kids getting up that are, they look like they're 4 years old. It's really lovely. It's lovely to be a part of it and lovely to witness it and to see them all at different stages as they go on their musical journey. Không chỉ giới hạn trong âm nhạc cổ điển, trong đêm nhạc, các em cũng được khuyến khích thử nghiệm những dòng nhạc hiện đại trên cây đàn piano, tạo ra dấu ấn riêng và thể hiện được sở thích, đam mê của các em. Đây cũng là cách dạy và học lấy học sinh làm trung tâm, phát triển dựa trên khả năng của mỗi cá nhân của thầy Khương Hiệp Hà. Haro Music School đã góp phần gắn kết cộng đồng người Việt tại Canada, quảng bá văn hóa Việt.
sắp tới, một cơ sở của Haron Music School được mở tại Hà Nội sẽ trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật giữa Việt Nam và Canada. Thưa quý vị, không chỉ tâm huyết với âm nhạc, kết nối giao thương, thầy giáo Khương Hiệp Hà còn có nhiều dự định trong kết nối Việt Nam-Canada trong các lĩnh vực giáo dục kinh tế. Mong rằng những dự định của thầy giáo Khương Hiệp Hà sẽ thành công hơn trong tương lai. Đến đây, chương trình Người Việt Bốn Phương cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.